chào tất cả các bạn. Mình đang đi bộ dọc cái roi đất ven sông Lam. Hôm nay thì khu vực thành phố Vinh và cả khu vực Nghệ An vừa trải qua một cơn mưa lớn sau một cơn áp thấp nhiệt đới. Cái cơn mưa này làm thành phố Vinh chìm trong biển nước. Rất nhiều tuyến phố ở thành phố Vinh ngập trong nước. Và ở đây là những cái nơi đậu tàu thuyền ven sông Lam, những cái nơi đậu tàu ấy, những con tàu đánh cá. Sông Lam thì hôm nay không ngập lắm. Sau cơn bão số 10 vừa rồi thì nó ngập hơn thế này nhiều. Tuy nhiên thì quay được 1-2 phút ấy, thì ông bảo vệ ông ấy vào nhắc, bảo là